chị đến chơi. Làm gì mà mãi không mở cửa thế? Mẹ mang hoa quả lên chị lấy trong cho hai vợ chồng cái này. Cái mi đâu? Thôi chị Ly, chị đến chơi ạ. Ơ, mi, bầu to tướng em không nghỉ ngơi đi, cứ cặm cụi làm cái gì đây? Bầu bí thì làm sao? Nó không làm thì ai làm? Lấy giấy để lau, lấy giấy để lau, che mặt làm gì? Đủ rồi Quân. Quân, sao mày đi vào mày? Mọi chuyện không như chị nghĩ đâu. Đó.